Xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của em Rick Mobile nhé. Ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà nẹp Robux vào trong Roblox. Rồi thì đầu tiên, nếu mà các bạn muốn nẹp Robux vào trong Roblox thì các bạn sẽ phải vào trong ứng dụng Roblox. Sau đó các bạn sẽ ra ngoài trang chủ. Ở đây thì các bạn sẽ thấy cái đồng tiền Robux ở đây. Chúng ta sẽ bấm vào đồng tiền. Rồi thì nó sẽ hiện lên như này nhé. Ở đây thì hiện tại mình đã có là 0 Robux này. Đó các bạn ý, mình có 0 Robux nhé. Nếu như mà mình muốn nạp thêm thì mình sẽ kéo xuống phía bên dưới và chọn vào mức giá. Ở đây có mức giá rẻ nhất là 40, mất 12.500 đồng cho 40 Robux, 25.000 đồng cho 80 Robux. Kéo lên có cả mức giá tiền triệu. Rồi ở đây thì nó có cái gói là mua thêm này. Rồi đó thì các bạn có thể là mua 129.000 có 450 Robux. Thì cách tính ra cái gói này 129.000 này thì nó mua nó được lợi hơn 50 Robux. Rồi, thì nếu như mà ở đây ấy, nếu các bạn sẽ chọn vào một cái gói nào nó phù hợp rồi các bạn nẹp nhé. Ở đây thì mình sẽ chọn vào cái gói thấp nhất là cái gói 40 Robux này. Thì mình sẽ mua cái gói này 12.500 đồng, mình bấm vào. Rồi, ở đây thì nó sẽ là sử dụng cái phương thức thanh toán. Thì nó sẽ có cái phương thức thanh toán bằng Viettel Telecom. Hiện tại thì mình đang dùng sim Viettel, cho nên là nó sẽ có Viettel Telecom. Nếu mà các bạn có dùng sim Mobi hay là Vina ấy, thì nó sẽ là cái phương thức thanh toán của Mobi và Vina nhé. Rồi, ngoài ra thì các bạn có thể là thêm phương thức thanh toán bằng Momo. Nếu như mà các bạn có tài khoản Momo thì các bạn có thể là thêm vào và nạp bằng Momo. Đó, còn nếu như mà bạn nào dùng iPhone ấy, thì các bạn chỉ có thể là thanh toán được bằng Momo thôi. Còn nếu như mà bạn nào mà dùng iPhone mà vẫn muốn nạp bằng sim của Viettel hay Mobi hay Vina ấy, thì bắt buộc các bạn phải chuyển qua điện thoại Android thì các bạn mới có thể là nạp được bằng tiền ở trong cái sim của các bạn nhé. Rồi, thì ở đây mình sẽ bấm vào thêm phương thức thanh toán của Viettel Telecom. Mình sẽ dùng tiền ở trong sim để mà mình tiến hành mình nạp vào cho Roblox, thì mình sẽ bấm vào thêm phương thức thanh toán bằng Viettel Telecom. Rồi ở đây thì mình sẽ bấm vào cái chữ bật nhé. Bật thanh toán Viettel Telecom, mình bấm vào nút bật. Rồi đây nó đang gửi tin nhắn xác minh tài khoản. Rồi, ở đây mã bưu điện đây thì... Rồi, cảm ơn quý khách đã lựa chọn rồi. Thì cái mã bưu điện này các bạn sẽ nhập lại vào nhé. Cái mã bưu điện này thì các bạn có thể là lên trên Google các bạn tra. Rồi, ví dụ như là mình đang ở Đồng Nai thì mình ghi là mã bưu điện ở Đồng Nai. Mã bưu điện Đồng Nai. Rồi, thì nó sẽ là... Thì các bạn sẽ tìm đến cái tỉnh của các bạn nhé. Nhưng mà ở đây mình nghĩ là cái mã bưu điện này thì các bạn có thể là ghi đại cũng được. Thì ở đây mình sẽ ghi đại cái gì đó đi. Ví dụ như là ở đây thì các bạn nên ghi cái mã bưu điện ở nơi các bạn ở, hoặc là không thì các bạn nhập bệnh cũng được. 224458. Rồi các bạn có thể là nhập mà khác mình đi một tí cũng được nha. Rồi các bạn bấm vào nút lưu. Mình nghĩ là mã bưu điện này thì cũng không cần thiết đâu. Đó. Rồi sau đó thì các bạn sẽ bấm vào mua thôi. Rồi thì bây giờ sẽ phải là nhập mật khẩu cho cái tài khoản Gmail của mình vào. Thì cái mật khẩu của tài khoản Gmail của các bạn là gì thì các bạn nhập vào nhé. Sau khi mà các bạn nhập xong cái mật khẩu của các bạn vào rồi thì các bạn sẽ bấm vào xác minh. Đây nó đang xử lý này. Được rồi, thì nó ghi là thanh toán thành công, yêu cầu xác thực với giao dịch đã mua. Rồi thì các bạn có thể là bấm vào có luôn luôn, hoặc là bấm vào không, xin cảm ơn là được rồi. Các bạn bấm vào ok. Rồi họ báo thanh toán thành công. Đó rồi, hiện tại thì mình đã nạp xong rồi nhé. Đã thanh toán và nạp xong rồi, bây giờ mình sẽ đây này, mình sẽ reset lại. Rồi reset lại cái nữa. Rồi mình thử quay ra xem sao. Rồi mình lại bấm lại vào đồng tiền. Đây, và hiện tại thì mình đã có 40 Robux rồi nhé. Đó, các bạn thấy là mình đã có 40 Robux rồi. Đó rồi, nếu mà trường hợp mà các bạn làm theo mà nó bị lỗi, nó báo là bị lỗi không có nạp được ấy, thì các bạn có thể là bật VPN sang bên nước ngoài rồi các bạn nạp. Còn trường hợp nếu như mà Gmail mà các bạn nhập đúng mật khẩu rồi mà nó báo là sai mật khẩu rồi, thì các bạn có thể là vào trong cửa hàng Google Play, các bạn đăng xuất cái tài khoản Google đó ra, rồi các bạn đổi sang một cái tài khoản Google Play khác, rồi các bạn sử dụng cái tài khoản Google Play đó để mà các bạn nạp cho Roblox thì sẽ được nha, thì sẽ được Robux. Đó rồi, mình sẽ bấm lại vào này cho các bạn xem này. Đấy, mình đã có 40 Robux rồi. Bây giờ mình sẽ quay ra ngoài. Ở trong cái phần tin nhắn này,
Đây của tổng đài 5001. Đó. Rồi, giao dịch thành công, mã giao dịch đây, đó. Tên Rublox. Đây, mình đã nạp được 40 Rubus nha. Đó, nó đã gửi về bên tin nhắn cho mình. Thì khi mà mình nạp ở trong game ấy thì nó báo là hết 12.500 đồng. Thì tuy nhiên thì khi mà nạp mà qua Google Play ấy, thì cái phí của mình cần trả là 13.158 đồng cộng với lại phí 10% Viettel thu phí này là 1.315 đồng nữa, là tất cả cái tổng tổng tiền mình phải chi ra là 14.473 đồng để mà mình nhận được lại 40 ru. Đó rồi. À, và trong cái video này thì mình đã chia sẻ rất kỹ về cái cách để mà nạp tiền vào trong Roblox. Đây là một cách nạp Roblox chính thức. Rồi, và cái video của mình đây thôi. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình. Và nếu như mà các bạn thích video này, nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận xuống bên dưới, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.